Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng Nhật Bãi để giới thiệu anh em. Lần này mình tiếp tục về được một ít cây dao phát hoang Nhật Bãi. Đây là những cái mẫu dao đợt trước mình đã bán cho anh em rất là nhiều. Đợt này nó về được một ít, số lượng nó cũng không còn nhiều nữa. Đợt trước thì hết hàng rồi, đợt này mới về được một ít. Thì mình có ba cái mẫu dao chuyên dụng để anh em ta sử dụng những cây dao này để chặt cây hoặc là sử dụng để chặt cây gà, vịt, giò, heo thì ok lắm. Cái mẫu này mình đã test thử rồi, mình đã có nhiều bài test làm về nó và chặt cực ngon và cực bén. Đặc biệt là chặt cây thì phải nói là chất lượng rất là ổn nha anh em. Đó, anh em chặt gì khen rất là bén, nhiều anh em đã mua lại rất là nhiều lần cái mẫu này để về sử dụng. Đó. Thì đầu tiên là cái mẫu A1 này. Thì cái mẫu này là nó dài 37 phân và nó dày 3.5 ly, nặng 550 gram. Giá của nó là 350 ngàn chưa phí vận chuyển. Đó. Còn cái mẫu số A2 là cái mẫu nó dài hơn, nó dài 41 phân và nó dày 3.5 ly, nặng 650 gram. Những cây số 1 thì anh em sử dụng để chặt nhánh cây nhỏ, những cây tầm trung thì sử dụng cây này. Các anh em giới chuẩn chặt gà, vịt, giò, heo nhỏ rất là ok dành cho những anh em mà có tay nhỏ, và những anh em nào tay khỏe hơn, to hơn thì sử dụng cái mẫu dao A2 này để chặt nhánh cây lớn. Đó. Rồi chặt tre rồi đó, sử dụng những cây A2 này. Đó. Rồi chặt giò heo lớn rất là ok, đó. Đó, bao lực luôn. Thiết kế thì cán cong anh em cầm nắm rất là dễ dàng, chặt đó, cán nhựa đúc chắc chắn lắm, anh em cầm không bao lo bị ruột tay. Còn cái mẫu cuối cùng là cái mẫu A3, cái mẫu đặc biệt. Cái mẫu này nó nặng nhất. Nó nặng tới 750 gram lận nha anh em. Sống của nó dày 4 ly. Dài 42 phân. Và giá là 430 ngàn chưa phí vận chuyển. Cây này là để anh em chặt nhánh cây lớn, chặt tre rồi sử dụng cây này là chặt anh em là tay khỏe một chút chặt là cực ngon. Đó, chặt giò heo thì cũng rất là chất lượng. Cây này mình nó từng test rồi, chặt êm lắm. Đó, thì thiết kế những cây dao này á, thì dòng là dòng thép kẹp, nghĩa là trong này nó họ có kẹp một lớp thép siêu bén này này, được. Nên là anh em rất là dễ mài và đặc biệt nó rất là sắc bén, cái dòng thép kẹp nó bén lắm. Trên mỗi cái sống dao á, thì nó đều rèn vồ ra cho nó có độ bè để anh em đập cho nó dễ đập. Đó, nhiều khi chặt những cái khúc cây lớn anh em bị cấn, anh em dỗ nó ra nó dễ. Đó, nó làm cái sống dao dày nó cũng cỡ 10 phân, rất là dễ vồ đập ra trong quá trình anh em chặt nó kẹt cây kẹt dao. Đó, thì những cái mẫu dao này phải nói về cái chất lượng của nó, mình khẳng định với anh em luôn là xài rất ngon, bén cực kỳ. Những anh em khác đã mua về là khen ngợi chất lượng nó rất là đã, chặt bén lắm anh em, dễ mài dễ sử dụng. Đặc biệt nó thiết kế cái dòng bản vuông lớn như thế này, anh em chặt vô những cái thớ cây ấy, nó ăn rất là sâu và dễ dễ chặt nữa, không có bị vướng víu trong quá trình anh em chặt cây hay chặt giò gì đó, rất là ok. À, thì với cái ba sản phẩm này mình cũng đã sale rồi. Đợt trước những cái cây này giá nó cao hơn đó anh em, đợt này hàng nó về nó cũng nhẹ là mình cũng giảm giá cho anh em. Rồi, A1 là 350 ngàn chưa phí vận chuyển, A2 400 ngàn chưa phí vận chuyển, A3 430 ngàn chưa phí vận chuyển. Rồi, anh em nào quan tâm những cái mẫu dao phát hoang thép kẹp này thì liên hệ mình ha. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.